Tiến. Sơn. Anh tên gì? Anh tên Tiến. Em tên gì vậy? Mày tên gì vậy? Mày tên Tèo. Không bình luận quá nhiều. Mày tên gì tao quên rồi. Cất cái gì nha. Đó mày đó. Rồi kỹ rồi. Không ai dám nhỏ thọn vô lấy ra đâu. Rồi cất thôi. Cất vậy thôi. Nhưng mà em sợ nó đi giữa đường. Đè cái mặt thành viên chó đẻ cất. Rồi. Quay mặt đẹp trai không quay, quay mặt em làm gì? Đó, đưa ra vậy đi. Ăn chưa? Họp mà lâu vậy. Ủa lâu vậy? Thôi xong rồi đi. Giao tờ giấy xong chưa anh? Đó, xong rồi. Xong rồi. Anh nghe rõ chưa? Alo, anh nghe rõ chưa? Đồ lại đi xuống. Sao gì mà hơi sức vậy? Trời ơi, diễn viên của tôi. Alo, anh nghe đó chưa? Alo. Qua bên kia rồi. Đi. Ngày hôm nay là ngày mệt mỏi của tôi rồi. Nãy giờ em chạy em đây 3 lần rồi đó. Thằng đội trưởng đi lẻ, má ơi. Lê.